kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tường thuật cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 32 năm 2020 non sông liền một dải. Quý khán giả thân mến, sau một ngày nghỉ tự do ở thành phố Tam Kỳ Quảng Nam, thì ngày hôm nay các tay đua sẽ bước vào thi đấu chặng đua thứ 8 từ Quảng Ngãi về thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đường dài 185 km. Và trước khi bước vào chặng đua này thì các huấn luyện viên đã dự báo sẽ có rất nhiều cơ hội cho những tay đua vốn trước đây không có cơ hội để giành được chiến thắng chặng, ngày hôm nay sẽ lên tiếng, bởi vì các ekip mạnh như là Domestico Đồng Tháp, Barfly Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh hay là tập đoàn Lộc Trời An Giang sẽ phải so kè nhau, sẽ phải canh chừng nhau rất kỹ. Và chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến ở trong chặng đua ngày hôm nay để xem những dự đoán của các huấn luyện viên như vậy có trở thành hiện thực hay không. Chương trình với sự đồng hành của Thép Xây Dựng Hòa Phát, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của chặng đua này. Cũng là khá là cam go, đường nắng gió và dốc cũng là một lộ trình khắc nghiệt cho vận động viên. Cái theo tài thì hôm nay có thể các vận động viên ở cái nhóm bị loại vừa rồi không có tranh chấp các thứ hạng tổng sắp thì về ngày hôm nay sẽ các những vận viên sẽ tấn công kiếm đường thoát ra đi có thể rất là dữ dội. Mới khi cuộc đua đi qua thì người dân ở hai bên đường và các tỉnh thành cổ vũ đoàn đông rất là náo nhiệt, và đó là một động lực để cho các vận viên thi đấu cống hiến và thể hiện hết khả năng của mình để có thể đạt thành tích cao về cho mỗi cá nhân và cho mỗi câu lạc bộ. Và xin cảm ơn những khán giả trên cả nước đã dõi theo và cổ vũ cho đoàn đua đi qua mỗi tỉnh thành. Sáu giờ 45 phút, các tay đua đã xuất phát chặng đua thứ 8, đường dài 185 km từ khu vực đường tránh Quảng Ngãi về thành phố Quy Nhơn. Ngày hôm nay thì họ đang được thi đấu với điều kiện thời tiết rất thuận lợi ở trong thời điểm sau khi xuất phát này. Trời dịu mát và có những cơn gió nhẹ. Sau khi xuất phát được khoảng 5 km thì các vận động viên đã phải đối mặt với một cơn mưa rào nhẹ. Nhưng điều này rõ ràng là không ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của họ trong ngày hôm nay. Và các vận động viên vẫn đang đi với nhau thành một chùm đông với tốc độ khoảng 40 km/h. 7 giờ 40 phút, các tay đua đã tiến đến mức sprint đầu tiên ở trong chặng đua ngày hôm nay. Và tay đua đã vượt qua mức sprint trước tiên là tay đua Nguyễn Trúc Sinh của đội Thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market. Sau khi các tay đua đầu tiên vượt qua mức sprint thì khoảng 5 giây sau, đoàn đông cũng vượt qua mức sprint này. Đang có những cuộc tấn công rất mạnh mẽ diễn ra ở khu vực mức sprint đầu tiên trong chặng đua ngày hôm nay. Đối với chặng thứ 8 ngày hôm nay thì đa phần là một chặng đường dài, cũng như là nắng và cũng như là sức gió cũng sẽ ảnh hưởng đến thể lực của những vận động viên. Tuy nhiên trong trận thi đấu ngày hôm nay thì việc sẽ nghĩ đa phần là những anh em sẽ cố gắng đi về một tốc đông, và để có bứt phá ra đi thì đa phần là những vận động viên nằm trong những các thứ hạng không tranh chấp, thì những vận động viên này sẽ là ứng cử viên về nhất ở trận về thành phố Quy Nhơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở phía cuối của đoàn đông và đang ở trên màn hình vào lúc này, đó là tay đua Nguyễn Tấn Hoài của đội Domestico Đồng Tháp, người đang dẫn đầu ở trên bảng tổng sắp áo vàng và áo xanh sau 7 chặng đua đã qua. Nguyễn Tấn Hoài, tay đua của Domestico Đồng Tháp đang có một giải đấu cho lúc này là rất thành công. Và trong chặng đua ngày hôm nay thì anh cùng với các đội của mình cũng đang liên tục có những tình huống tấn công để đuổi bắt các tay đua muốn thoát ra khỏi sự kềm cặp của đoàn đông phía sau này. Bây giờ thì chính Nguyễn Tấn Hoài, tay đua đang giữ áo vàng, đã lùi lại phía sau để nhận tiếp tế và nghe những chỉ đạo chiến thuật từ phía xe tiếp tế của mình. Đây là tay đua Mercedes 82 Trần Đức Tâm của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Trần Đức Tâm đang tạm thời đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng áo xanh. Nhưng do ở trận đấu này thì Tấn Hoài đã mặc áo vàng nên chiếc áo xanh được Trần Đức Tâm nắm giữ. Trong khi Nguyễn Tấn Hoài đã có được 68 điểm áo xanh thì Trần Đức Tâm đang có cho mình được 46 điểm ở phía trên cổ đồ đông
như mọi người có thể thấy vẫn đang do những tay đua của đội Domestic Đồng Tháp và đội Magan Đồng Tháp chủ động làm mấy kéo. Sau khi chỉ còn lại 23 tay đua đủ điều kiện để tranh chấp các thứ hạng cá nhân tổng sắp, thì những diễn biến ở trên đường đua sẽ có những xoay chuyển rất khó lường. Bên cạnh đó, việc tất cả những đội đua mạnh như là Thành phố Hồ Chí Minh, Paralympic Đồng Nai, Tập đoàn Lập Trời An Giang và Domestic Đồng Tháp đều duy trì được các vẫn còn các vận động viên mạnh đủ khả năng để tranh chấp áo vàng. Chính vậy mà ở trong chặng đua ngày hôm nay, họ sẽ phải đấu hết sức thận trọng, phải nhìn các đối thủ của mình rất kỹ. Bây giờ thì các vận động viên đã tiến vào chân của đèo Bình Đê. Có thể thấy là dù vẫn đang phải leo lên những con dốc dài và khá cao của đèo Bình Đê này, nhưng các vận động viên vẫn đang duy trì được những nguồn chân và tốc độ khá ổn định. Lúc này thì các vận động viên đã lên đến đỉnh đèo Bình Đê. Ngày hôm nay là một chặng thi đấu với lộ trình lên đến hơn 180 km và nhiều khả năng là trong khoảng cuối của lộ trình thi đấu thì các vận động viên sẽ phải thi đấu dưới trời nắng rất gắt, từ đó sẽ bào mòn thể lực của họ. Và chính vì vậy mà ở đoạn đầu của lộ trình thi đấu ngày hôm nay, các đội sẽ phải tìm cách để bảo toàn thể lực của mình một cách tốt nhất. Quý khán giả thân mến, đang rất bất ngờ khi chúng ta đang có một cuộc tấn công của các tay đua mạnh ở trong nhóm đầu tiên. Nhóm này đi với tốc độ trung bình hơn 55 km trên giờ, nhưng bây giờ thì top 2 đã bắt lại kịp và đang đi vào một chùm mới. Chúng ta đang có một cuộc tấn công mới khi mà các tay đua ở nhóm 2 đã tăng tốc để bắt lại nhóm 1. Ở trong nhóm 1 trước đó có sự xuất hiện của các tay đua đang tranh chấp các danh hiệu như là tay đua bằng áo vàng, đó là tay đua máu số 91 Nguyễn Tấn Hoài của Domestic Đồng Tháp, tay đua đang bằng áo chấm đỏ, tay đua máu số 7 Javier Hada Perez của Thành phố Hồ Chí Minh, và tay đua đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng áo xanh, đó là Trịnh Đức Tâm của Tập đoàn Lộc Trời An Giang. Và ngay lập tức thì top 2 đã không cho ý đồ thoát đi của nhóm 1 thành công khi mà họ tăng tốc và bắt lại được nhóm 1. Tốc độ của đoàn đua vẫn đang ở mức rất cao và đang khiến cho cả đoàn đang kéo ra thành một đoàn dài trên đường. Ở khu vực này thì chúng ta chú ý đến hai tay đua, người đang tạm thời giữ chiếc áo chấm đỏ, Javier Sada Perez. Javier Sada Perez có thể xem thực ra là tay đua chủ lực để nhắm vào danh hiệu áo vàng chung cuộc của ekip Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là sau khi đổ dốc đèo Bình Đê, một nhóm các tay đua mạnh thoát ra và đã bị bắt vào, thì lúc này đã có một cuộc tấn công mới với một nhóm khoảng 10 tay đua. Và đây là nhóm các tay đua dẫn đầu đang xuất hiện trên màn hình của chúng ta, với các tay đua thuộc các ekip như Diên Hua Đồng Nai, ekip quân đội Dobagan Đồng Tháp. Đây đều là những đội hình 2 của các đội đua và cũng là những tay đua đã nằm ngoài các cuộc tranh chấp danh hiệu chung cuộc. Chính vì vậy mà họ cũng đang được thoát đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên chắc chắn là nhóm phía sau vẫn sẽ giữ tầm. Đây là tay đua mang số đeo 51 Sa Văn Thắng, tay đua xuất thân từ lò đào tạo của xe đạp Hà Nội và hiện đang thi đấu trong màu áo của Diên Hua Đồng Nai. Ở trong nhóm các tay đua đi đầu, chúng ta cũng thấy có một tay đua thuộc ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long, đó là tay đua mang số đeo 64 Thái Ngọc Hải. Ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long là một ekip đã bị thiệt thòi khá đáng kể ở chặng đua từ Đà Nẵng về Tam Kỳ, khi có đến 3 tay đua gặp sự cố, đó là Nguyễn Minh Thiện, Võ Thanh An và Phan Thanh Tấn Tài. Sự cố té ngã ở chặng đua ngày hôm đó cũng đã khiến Võ Thanh An để mất chiếc áo trắng về tay của tay đua Nguyễn Hướng. Tuy nhiên lúc này thì chúng ta cũng thấy là các tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long vẫn đang thi đấu với một tinh thần rất tích cực. Sau 7 chặng đua đã qua của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay thì các tay đua thuộc ekip Đồng Tháp vẫn đang là những người thi đấu nổi bật nhất ở trên đường đua, khi đã có tổng cộng 4 lần giành chiến thắng chặng
trong đó có 3 chiến thắng của Nguyễn Tấn Hoài và một lần thắng chặn của tay đua Trần Tuấn Kiệt thuộc đội hình Dopagan Đồng Tháp. Ngoài ra thì các ekip như Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Lộc Trời An Giang và ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long cũng đã có một lần giành chiến thắng chặn. Ngày hôm nay với việc một chặng đua với cự ly khá dài và các tay đua nằm trong nhóm cạnh tranh danh hiệu sẽ phải cố gắng dưỡng sức, không bùng sức quá nhiều trong các cuộc tấn công, thì đó cũng sẽ là cơ hội để cho các tay đua thuộc nhiều đội hình khác tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Chúng ta đang được nhìn thấy những hình ảnh tại sprint thứ hai ở chặng đua ngày hôm nay tại thị trấn Bồng Sơn, tỉnh Bình Định. Đây là nơi cách điểm xuất phát 87 km và chỉ còn không ít phút nữa thôi thì các tay đua sẽ tiến vào thi đấu tại sprint thứ hai này. Một tốc độ đang được đẩy lên rất cao, một pha nước rút giữa các tay đua và chúng ta hãy chờ đợi xem những tay đua nào. Một chiếc áo màu đỏ của ekip quân khu 7. Đó là tay đua số đeo 31 Tống Thanh Tuyền và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi kết quả từ trọng tài xem là những tay đua nào sẽ là những tay đua về ở mức sprint thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Về nhất theo quan sát bằng mắt của Hành Dung thì đó là tay đua mang số đeo 31 Tống Thanh Tuyền. Chúng ta đã vừa được chứng kiến các tay đua đầu tiên cán qua điểm sprint 2 tại thị trấn Bồng Sơn, cách điểm xuất phát 87 km ở chặng đua ngày hôm nay. Và các tay đua ở nhóm phía sau vẫn đang đi với một tốc độ trung bình. Và lúc này thì top này đang cách top 1 với khoảng cách là 2 phút. Và ở phía đầu của nhóm đồng phía sau thì các tay đua thuộc đội hình Dopagan Đồng Tháp đang là những người phía đầu máy kéo và họ chủ động giữ tầm với nhóm đầu. Đúng là ngày hôm nay thì các tay đua thuộc hai đội hình giữa Domesco Đồng Tháp và Dopagan Đồng Tháp buộc phải làm việc với những tính toán dành cho áo vàng Nguyễn Tấn Hoài cũng như là ở danh hiệu đồng đội của mình. Có thể trận thi đấu ngày hôm nay là ông huấn luyện viên Trần Quang Quýt đã cho tất cả học trò của mình để những đội hình như là Dopagan Đồng Tháp sẽ lên bảo vệ và cũng như là dưỡng chân cho vận động viên áo vàng Nguyễn Tấn Hoài. Đây là kết quả sprint thứ hai vừa qua. Người đã về đầu là tay đua Tống Thanh Tuyền của ekip quân đội. Người thứ hai là tay đua Thái Ngọc Hải của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Và đứng thứ ba là tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ của Thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market. Ở cuộc đua năm nay thì hai ekip quân khu 7 và quân đội gặp đôi chút khó khăn trong quá trình chuẩn bị vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên họ không có điều kiện để đi tập huấn và tập trung tại các đường khu vực đường đèo có thi đấu tại lộ trình năm nay. Tuy nhiên đến lúc này thì chúng ta cũng thấy là sau mỗi chặng đua, các tay đua thuộc hai ekip quân khu 7 và quân đội vẫn luôn cố gắng thể hiện bản thân mình ở trong mỗi chặng đường. Lúc này thì họ đang đi qua cầu Bồng Sơn. Sau khi đi qua cầu Bồng Sơn thì các tay đua sẽ tiếp tục hướng về đèo Phú Cũ cũng như là đèo Nhông. Ngày hôm nay thì trong lộ trình thi đấu có khá nhiều những ngọn đèo nhỏ, nhưng đó cũng là những con dốc có thể tạo nên cho các tay đua đôi chút khó khăn trong quá trình họ phải thi đấu dưới nắng gắt như thế này. Tốc độ của các vận động viên vào lúc này vẫn đang được duy trì ở mức sấp xỉ 43-44 km/h. Và đây là một đoạn đường mà các vận động viên đang phải thi đấu với những cơn gió thổi ngược khá mạnh. Trời đã nắng lên khá gắt và cộng thêm vào đó là những cơn gió ngược. Quả thực là những thử thách khó khăn đối với các vận động viên ở trong chặng đua ngày hôm nay. Lúc này thì các tay đua đã thi đấu được khoảng 2:30 và trời ngoài thời tiết lúc này đang nắng rất gắt và nhiệt độ vào khoảng 33-34 độ C. Đây là thời điểm mà các xe tiếp tế của các đội liên tục đưa nước lên phía trên. Và các tay đua ở trong nhóm đồng phía sau này cũng liên tục lùi lại để nhận tiếp tế. Như chúng tôi cũng đã thông tin là với một chặng đường dài như thế này thì các xe tiếp tế sẽ phải chuẩn bị một lượng nước rất lớn. Và các tay đua cũng đã liên tục ra dấu hiệu cho các xe tiếp tế ở phía sau là mình đã hết nước. Tay đua mang số đeo 92 Phan Hoàng Thái đang nhận nhiệm vụ tiếp tế cho các đồng đội phía trên. Đây không những là một chặng đường dài mà cho những vận động viên giữ nước bên mình và họ phải luôn
tính chuyện tích lũy thể lực về những trận tiếp theo, đặc biệt là trận thi đấu ngày mai từ thành phố Quy Nhơn tiến về Gia Lai. Và ngày hôm nay thì ngay tại thành phố Quy Nhơn, ngay tại đích đến sẽ được người dân và đặc biệt là đối với những anh em vận động viên xe đạp phong trào, họ sẽ ra chiêm ngưỡng với màn tốc độ mà những vận động viên chuyên nghiệp sẽ tạo nên. Các huấn luyện viên đang rất tích cực để tiếp tế lương thực cũng như là nước uống cho các vận động viên của mình. Ngoài những chai nước suối, những chai nước điện giải thì chuối cũng như là bánh và gel năng lượng cũng sẽ là những thực phẩm rất cần thiết lúc này. Rõ ràng lúc này thì một thế trận thuận lợi vẫn đang thuộc về các tay đua của ekip Đồng Tháp. Đây là tay đua đang dẫn đầu ở trong top 2 tay đua mang số đeo 101 Trần Tuấn Kiệt, người đã về nhất chặng 7 vừa qua vòng quanh thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chiến thắng chặng ở trong ngày hôm qua đã mang về cho Trần Tuấn Kiệt 15 điểm đầu tiên ở trên bảng xếp hạng áo xanh. Lúc này thì người đang dẫn đầu bảng xếp hạng áo xanh vẫn đang là Nguyễn Tấn Hoài với 68 điểm. Xếp thứ hai là Trịnh Đức Tâm với 46 điểm. Và đứng thứ ba là Nguyễn Văn Bình của ekip thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market với 38 điểm. Lúc này thì các tay đua có lẽ đã thi đấu được hơn 100 km rồi. Xin được nhắc lại, đây sẽ là một chặng đường dài với cự ly 185 km và sẽ mất khoảng gần 5 giờ đồng hồ để có thể hoàn thành. Ngày nghỉ hôm qua tại thành phố Tam Kỳ chắc chắn là một ngày nghỉ rất quý giá đối với các tay đua sau khi họ đã chinh phục 7 chặng đua đầu tiên. Như vậy là lúc này thì các tay đua đã nhóm 1 đã bắt đầu tiến vào thi đấu ở khu vực Đèo Nhông. Đèo Nhông là ngọn đèo thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Và đây cũng là ngọn đèo là ranh giới tự nhiên giữa hai xã Mỹ Trinh và xã Mỹ Phong. Đây cũng là nơi đã chứng kiến chiến thắng đèo Nhông Dương Liễu vào dịp Tết Ất Tỵ năm 1965. Một chiến thắng oanh liệt của Việt Nam vào thời điểm đó. Và ngày hôm nay thì với mặt đường rộng thoáng, chúng ta đang được chứng kiến các tay đua thi đấu qua một địa danh lịch sử này. Tiếp tục là một đoạn dốc và buộc các tay đua phải có những pha nhấn bàn đạp mạnh hơn. Vẫn đang gồm 10 vận động viên và họ vẫn đang duy trì được tốc độ ở mức khoảng 40 km một giờ. Lúc này thì các vận động viên vẫn đang duy trì tốc độ ổn định để hướng về phía mức sprint thứ ba ở trong chặng đua ngày hôm nay. Xin được nhắc lại, đó là mức sprint tại khu vực thị trấn Ngô Mây. Lúc này thì tay đua đang làm máy kéo là Nguyễn Dương Hồ Vũ của đội thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market, và phía sau lưng Nguyễn Dương Hồ Vũ là tay đua Tống Thanh Tuyền của đội quân đội. Lúc này thì anh Dung đã nhận thấy là có tín hiệu của các tay đua đã về gần đến đích ở bên thương hiệu thứ ba rồi. Và có một tay đua anh đang cố gắng bước ra khỏi tốt để mà có thể cán mốc dập đường đầu tiên. Và bám theo sát anh là một tay đua một màu áo của Hà Nội chăng. Chúng ta hãy chờ đợi xem hai tay đua đang tung những cú nước rút đầu tiên. Có vẻ như là một tay đua của Hà Nội đã... Đó chính là Nguyễn Văn Dương, số đeo 112, 53 và 71. Bây giờ thì sau khi vượt qua mức sprint thứ 3 tại khu vực thị trấn Ngô Mây, các vận động viên sẽ còn lại khoảng hơn 40 km nữa phía trước là về đến đích tại thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Ngày hôm nay thì Nguyễn Tấn Hoài vẫn được các đồng đội của mình bảo vệ và nó là rất tốt. Trong khi đó thì các tay đua của thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market cũng như là thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang xếp hàng ở vị trí thứ 2 sau các tay đua của Dobaga Đồng Tháp và Dự Domesco Đồng Tháp. Bên cạnh đó thì Lê Ngọc Sơn cũng đeo bám rất sát các tay đua chủ lực của Dự Domesco Đồng Tháp như là tập đoàn Lộc Trời An Giang. Những vận động viên đã thi đấu với ánh nắng mặt trời, nhiệt độ bên ngoài đã lên 38 độ C. Và tốc độ mà những vận động viên ở trong top sau đang chạy kéo rất tốt, đó là khoảng 40 km/h. Và chúng ta vẫn đang thấy với một dàn đội hình của câu lạc bộ Dobagang Đồng Tháp, Dược Domestico Đồng Tháp luôn làm chủ thế trận ở phía sau.
Và có thể nói là trong trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên Trần Công Quốc đã cho tất cả học trò của mình để bảo vệ và cũng như dưỡng sức cho vận động viên Nguyễn Tấn Hoài, người đang mặc áo vàng và kể cả là áo xanh. Vì trong trận thi đấu ngày mai, một trận thi đấu đường dài và họ phải sẽ vượt qua hai ngọn đèo, đèo An Khê và đèo Ma Giang. Đó chính là một cái trận mang tính chất quyết định. Vâng, thưa anh Lê Thành Liêm, thì lúc này các đội vẫn đang tấn công và giữ chân áo vàng Nguyễn Tấn Hoài, thì huấn luyện viên Lê Thành Liêm nhận xét như thế nào về tình hình hiện tại trong nhóm 2? Thì theo đánh giá của tôi thì cục diện hôm nay thì tất cả các đội đều tập trung vô dưỡng sức để cho trận ngày mai là trận leo đèo từ Bình Định đến Gia Lai, nên các đội cũng không cần thiết phải bung sức hết cho cuộc trận đua ngày hôm nay. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn đó là Huỳnh Thanh Tùng. Huỳnh Thanh Tùng vẫn đang chủ động ở trong nhóm đầu tiên này, và kế bên tay đua của quân khu 7 đó là tay đua của Vinh Hùa Đồng Nai, Sa Văn Thắng. Còn 3 km nữa là 10 vận động viên này sẽ về đích. Chúng ta đang thấy sau khi qua 3 km vào tam giác đỏ thì những vận động viên đã nỗ lực tấn công. Người đang vừa tấn công đó là vận động viên Tống Thanh Tiền của câu lạc bộ Quân đội. Và chúng ta hãy chờ xem sự khát khao chiến thắng đầu tay của tay đua Huỳnh Thanh Tùng của câu lạc bộ Quân khu 7 có làm nên chuyện trong trận thi đấu ngày hôm nay được hay không. Nhưng đó cũng chỉ là đòn nhử mà thôi, bởi vì khoảng cách cũng còn khá xa cho một đoạn đường nước rút. Và lúc này đây thì họ mới bắt đầu ôm vòng xoay và hướng về đường Xuân Diệu. Cách tính đến không còn bao xa nữa. 2 km nữa. 10 vận động viên này đang tăng tốc, và chúng ta hãy chờ xem ngay tại thành phố Quy Nhơn sẽ được xướng danh tên vận động viên nào đây trong 10 vận động viên trẻ đây. Còn 1 km nữa. Đã có một sự tấn công rất mạnh, những cú nhấn ba đan rất mạnh của nhóm đầu tiên này. Ta đang thấy vẫn đang là một tấm đông 10 vận động viên đây. Như vậy là chúng ta hãy chờ xem sự tăng tốc. Như vậy là chúng ta đang thấy vận động viên Hạc Kiều Tấn Đại đang tăng tốc ở trên nhóm đầu. Xem Nguyễn Quang Dương đang tăng tốc và Hà Kiều Tấn Đại và cũng như là Thái Ngọc Phải đang tăng tốc. Thái Ngọc Phải số 620. Nhưng bên cạnh đó Huỳnh Thanh Tùng có lẽ là không kịp rồi. Hà Kiều Tấn Đại có lẽ là người đang chiếm ưu thế nhất. Chúng ta hãy cho xem. Phải đây. Như vậy có nghĩa là Nguyễn Dương Hồ Vũ. Vâng, một chiếc áo cam của thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market có lẽ là người giành chiến thắng ở trong trận đua ngày hôm nay. Chúc mừng Nguyễn Dương Hồ Vũ với thành tích ngày hôm nay. Trước cái đoạn và đích đến đó thì mọi người thường nghĩ rằng với 10 cái vận động viên như vậy, lợi thế sẽ thuộc về Huỳnh Thanh Tùng hoặc là Hà Kiểu Tấn Đại hoặc là Nguyễn Văn Dương. Vậy thì Vũ có thể cho biết là đi cùng với 10 vận động viên về đích như vậy, Vũ có tự tin là mình sẽ là người giành chiến thắng hay không? Dạ, qua đi một là đi bước tới một cái tàu rất tự tin là giành chiến thắng trận ngày hôm nay. Trước khi 1 km cuối em chọn làm sao Nguyễn Văn Dương với lại Thanh Tùng, và 200m cuối em đã sẽ rút chiến thắng trận ngày hôm nay. Vậy thì cái cảm giác của Hồ Vũ khi mà giành được chiến thắng này trước những cái đối thủ rất mạnh như vậy như thế nào? Rất là bất ngờ và rất là vui. Vậy thì Vũ có muốn nói gì với các đồng đội của mình ở trong trận đua ngày hôm nay không? Dạ, cảm ơn các đồng đội đã hỗ trợ để em chiến thắng trận ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn Hồ Vũ và chúc mừng Hồ Vũ với cái thành tích này. Cảm ơn bạn, chúc mừng bạn. Tiếp theo là phần trao thưởng cho 5 tay đua đạt thành tích tốt nhất ở trận đua thứ 8. Hạng 5 xin mời Sa Văn Thắng của Vinh Hùa Đồng Nai. Hạng 4 xin mời Thái Ngọc Hải của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Hạng 3 Nguyễn Văn Dương của Hà Nội. Hạng 2 xin mời tay đua Huỳnh Thanh Tùng của quân khu 7. Và hạng nhất xin chúc mừng thành tích của tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ của ekip thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market. Chúng tôi xin kính mời ông Trương Đông Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. Xin chúc mừng thành tích của 5 vận động viên. Tiếp theo là phần trao thưởng ở giải đồng đội cho 3 đội đua có thành tích tốt nhất. Hạng 3 xin mời đại diện của ekip thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market. Hạng 2 xin mời đại diện của ekip Vinh Hùa Đồng Nai. Và hạng nhất xin chúc mừng thành tích của tập thể Đô Ba Ganh Đồng Tháp. Trao thưởng cho 3 đội đua, chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Đình Khôi, trưởng ban điều hành, ban tổ chức cuộc đua.
trao thưởng cho ba đội. Mặc áo trắng sau 8 chặng đua, xin mời tay đua Nguyễn Hướng của ekip Bylife Đồng Nai. Một lần nữa chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, mặc chiếc áo trắng cho tay đua Nguyễn Hướng. Một lần nữa xin chúc mừng tay đua Nguyễn Hướng của ekip Bylife Đồng Nai. Tiếp theo là nghi thức mặc áo xanh sau 8 chặng đua cho tay đua đang dẫn đầu ở giải áo xanh. Ban tổ chức xin kính mời tay đua Nguyễn Tấn Hoài của ekip Dược Domesco Đồng Tháp. Ban tổ chức xin kính mời ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam, lên mặc chiếc áo xanh sau 8 chặng đua cho tay đua Nguyễn Tấn Hoài. Chúng ta hãy nhiệt liệt chúc mừng thành tích của Nguyễn Tấn Hoài. Chiếc áo vàng là giải thưởng danh giá nhất ở tất cả các cuộc đua xe đạp đường trường. Và sau 8 chặng đua, Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domesco Đồng Tháp vẫn bảo vệ thành công chiếc áo vàng của mình. Chúng tôi xin kính mời ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định, lên trao thưởng cho tay đua Nguyễn Tấn Hoài. Một lần nữa chúng ta hãy nhiệt liệt chúc mừng thành tích của tay đua Nguyễn Tấn Hoài và xin cảm ơn ông Tạ Xuân Chánh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa theo dõi xong những diễn biến rất hấp dẫn của chặng đua thứ 8 từ thành phố Tam Kỳ về Quy Nhơn, đường dài 185 km, với chiến thắng cuối cùng ở trong chặng đua này đã thuộc về tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ của đội Thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market. Và với chiến thắng của Nguyễn Dương Hồ Vũ thì những thứ hạng hiện tại ở trên các bảng xếp hạng sẽ không thay đổi khi những tay đua đang cạnh tranh các danh hiệu như là Nguyễn Tấn Hoài, như là Trịnh Đức Tâm, Luis Desriac hay là Javier Perez đều về trong nhóm đông. Vâng, đến đây thì chương trình tường thuật chặng đua ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Xin được cảm ơn đơn vị đồng hành cùng với chương trình Thép Xây Dựng Hòa Phát. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Chặng 9 cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải, tiếp tục hành trình từ thành phố Quy Nhơn đi thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nắng nóng, nhiệt độ cao, đèo An Khê và Măng Giang thách thức những nguồn chân mạnh mẽ. Nguyễn Tấn Hoài sẽ bảo vệ được áo vàng. Tay đua nào sẽ cạnh tranh áo đỏ với Javier Perez? Và ai sẽ giành chiến thắng tại phố núi Gia Lai? Hãy đón xem chương trình truyền hình trực tiếp chặng 9 lúc 8 giờ ngày 28 tháng 5 trên kênh HTV9 và HTV Thể thao.